Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Thì bất ngờ là hôm nay chắc bà con cũng nhận được cái thông báo của anh em ở đây ủng hộ, thì nói là hôm nay là có tiệc và cúng hai bạn trai cho cậu, và cái điều đặc biệt là có muốn rạp chú anh chị, nên là hôm nay là khán giả về rất là đông đó. Đó, khán giả về rất là đông cô chú anh chị đó. Thì Tiên cũng cập nhật cho cô chú anh chị có thể là theo dõi ha, và có YouTube cũng rất đông luôn cô chú anh chị đó. Có bà cụ đến để viếng mộ của cậu Năm này cô chú anh chị. Bữa nay là khán giả đến đông. Tiên chỉ quay toàn cảnh ở xa cho cô chú anh chị thấy ha. Đó, và bây giờ mình sẽ ra phía ngoài, ra phía ngoài đường của hoa viên của chú anh chị, trước mộ của nghệ sĩ Tuấn Vũ Linh. Đó, con đường để đi vào mộ. Hôm nay là ngày thứ ba nhưng mà không khí thì khác. Đó, hôm nay rất là đông luôn chú anh chị, đường xe nó rất là đông. Gì mèo gãy xương sống à? Con sáng chưa? Chưa. Sao hả? Con mì gói hả? Ok em. Đó, hôm nay là đông khán giả này cho chú anh chị. Chú
khán giả đông quá chừng luôn, về đông vui luôn. Ừ. Sao? Đó, này là khán giả đông của chú anh chị. Ừ, cô cũng đây chứ đâu. Ủa giờ ngoại về hả ngoại? Dạ con chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. Dạ con ở Bình Dương luôn. Dạ. Dạ. Dạ bây giờ ngoại về là kêu anh chị. Ủa cô là người nhà của. Ồ cô là người nhà của chú anh chị ơi. Xin chào nhiều chiều. Sĩ với Văn Tấn. Bữa nay là được gặp gia đình nè cô chú anh chị. Nó lần đầu tiên là mình hiện tiên mới thấy người nhà của con giả Mỹ Kiều đến đây để viếng mộ thì của chú anh chị đó. À, cháu ngoại của chú anh chị. Thì là chị này là cháu ngoại. Ê mình đứng ở đây được không vậy? Mình đứng ở đây được không? Còn chị á là cháu ngoại. Còn em á là YouTuber Duy Hành. Mình giới thiệu hết. Anh sự kiện có sự kiện à? Sự kiện là có sự kiện. Đúng rồi, nó có sự kiện. Anh sự kiện có sự kiện à? Mình là đại gia YouTuber. Đại gia YouTuber. Ở đây chắc là người thân của chú con giả Dĩ Kiều đó nha. Có sự kiện đi nha. Có sự kiện mới quay. Quay gì đâu, quay chừng ngã xe nha con. Ngã xe đó. Xe của hai cô này. Có chuyện gì là anh tới. Và cái video của Hiển Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh cũng như là like cho Tiên để có thể là kênh càng ngày phát triển nha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.